Thưa quý vị, mục đích đằng sau chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của ông Trump là gì? Tổng thống Trump có thể sẽ tận dụng chuyến thăm Trung Quốc để cố gắng thúc đẩy chính quyền Bắc Kinh thực hiện các cam kết về thay đổi mô hình kinh tế của quốc gia có hàng tỷ dân này. Hôm 1 tháng 1, ông Trump cho biết thỏa thuận thương mại bước 1 sẽ được ký kết vào ngày 15 tháng 1 sắp tới. Và sau đó, ông sẽ tới Trung Quốc để thảo luận về các cuộc đàm phán khác. Buổi ký kết sẽ được diễn ra tại Tòa Bạch Ốc, giới chức cấp cao Trung Quốc sẽ có mặt. Và sau ngày đó, tôi sẽ bay tới Bắc Kinh. Các cuộc thảo luận về thỏa thuận bước 2 sẽ được khởi động. SCMP trích dòng tweet của ông Trump cho biết. Trước đó, hồi giữa tháng 12, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố đã đạt được bước đột phá trong tiến trình đàm phán thương mại kéo dài gần 2 năm, khi Washington hủy bỏ và giảm bớt các mức thuế đánh vào hàng Trung Quốc. Đổi lại, phía Bắc Kinh đồng ý mua thêm nông sản, cũng như tăng cường việc bảo vệ tài sản trí tuệ. Giáo sư Zhu Feng, thuộc mảng quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh cho biết, ông tin rằng chuyến thăm Trung Quốc của ông Donald Trump sẽ là một cử chỉ thiện chí để cải thiện mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc. Sẽ rất tốt nếu ông Trump đến thăm Bắc Kinh một lần nữa. Ông ấy cũng nên mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Mỹ để cải thiện mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, giáo sư Xi Jinhong thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh lại nhận định rằng ông Trump sẽ đưa ra nhiều yêu cầu cho phía Trung Quốc trong chuyến thăm sắp tới. Ông Trump có thể sẽ sử dụng bất kỳ những thiện cảm tích cực được tạo ra bởi thỏa thuận bước 1 để thúc đẩy Bắc Kinh đưa ra thêm nhiều nhượng bộ hơn nữa khi ông thăm Trung Quốc. Những nhượng bộ này sẽ bao gồm việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc mua thêm nhiều hàng hóa, ngay cả khi Trung Quốc không có nhu cầu nội địa cao về những sản phẩm đó, cũng như buộc Bắc Kinh phải cam kết thực hiện những cải cách mang tính cấu trúc, ông Xi nhận định. Nhiều quan chức cho biết, thỏa thuận bước 2 sẽ được quyết định bởi việc thỏa thuận bước 1 được thực hiện ra sao. Những vấn đề nan giải như việc chính phủ Trung Quốc cắt giảm trợ cấp cho các công ty quốc doanh dự kiến sẽ được giải quyết trong thỏa thuận bước 2. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi về việc thỏa thuận bước 2 liệu có đạt được trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 diễn ra hay không. Bất kể thỏa thuận bước 1 xảy ra điều gì đi chăng nữa, thì ông Trump cũng sẽ không thay đổi cách tiếp cận trong vấn đề đàm phán với Trung Quốc. Ông ấy sẽ luôn cố gắng buộc Trung Quốc phải bỏ ra nhiều hơn nữa, ông Xi nói thêm. Giáo sư Jia Wingu thuộc Đại học Bắc Kinh cho biết, chuyến thăm của người đứng đầu Tòa Bạch Ốc tới Trung Quốc sẽ giúp việc giao thương Mỹ-Trung Quốc ổn định hơn. Đồng thời chuyến thăm này cũng sẽ định hình sự thống nhất Mỹ và Trung Quốc về những vấn đề được bàn luận trong các cuộc đàm phán sắp tới của giai đoạn 2. Họ sẽ phải đạt được sự đồng thuận về những gì có thể đạt được trong bước 2. Nếu không có được sự đồng thuận, thì chuyến thăm này sẽ vô cùng khó khăn với Trung Quốc. Thưa quý vị, năm 2020, chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc bắt đầu. Ngày 16 tháng 12 năm 1978, James Carter và Đặng Tiểu Bình ra tuyên cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai ngày sau, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp quyết định thay đổi chính sách kinh tế, đưa nước Tàu bây giờ lên hàng thứ nhì sau nước Mỹ, và không bao lâu nữa có thể sẽ lên hàng đầu. Nếu không mở cửa bang giao với Mỹ, thì Trung Quốc không thể tiến nhanh như vậy. Cuộc giao thương có lợi cho cả hai bên, nhưng Trung Quốc được lợi về căn bản khi phát triển thị trường và tiếp nhận các kỹ thuật công nghiệp mới. Dân Mỹ thì chỉ mua được những quần áo cho đến máy giặt và điện thoại cầm tay giá rẻ vì Made in China. Nhưng Tổng thống Donald Trump, người đã mở đầu cuộc chiến tranh mậu dịch để thay đổi cục diện này, từ năm 2020, cuộc đối đầu sẽ biến thành một cuộc chiến tranh lạnh, dù ai sẽ lên làm Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử đi chăng nữa. Cuộc chiến sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi kinh tế mà còn lan sang chính trị, ngoại giao, và rất có thể sẽ có xung đột quân sự.
hai bên sắp ký một thỏa thuận hưu chiến, một hành động gỡ thể diện cho cả Donald Trump lẫn Tập Cận Bình. Theo những lời hứa hẹn, trong hai năm tới, Trung Quốc sẽ nhập cảng hàng hóa của Mỹ lên con số cao gấp đôi số thương vụ 188 tỷ Mỹ Kim năm 2017. Và cũng trong năm 2017, nước Tàu nhập cảng 1.840 tỷ và nay còn nhiều hơn. Cho nên nếu tăng lên thì không khó gì. Nhưng cuộc chiến đã thay đổi từ căn bản, không chỉ là vấn đề mua hàng hóa nữa. Khi ông Trump tuyên chiến bằng thuế quan đánh lên hàng hóa Trung Quốc, mục tiêu của ông Trump là muốn giảm bớt thâm hụt thương mại với nước Tàu. Lúc đó, không ai nói đến tên công ty Huawei. Nhưng trong hơn một năm qua, Huawei trở thành một biểu tượng của cuộc tranh chấp. Chính phủ Mỹ đã đặt công ty viễn thông này và 100 công ty nhỏ phụ thuộc vào sổ đen với lý do an ninh quốc gia. Cuộc chiến mậu dịch đã đổi thành cuộc chiến xem nước nào sẽ chiếm thế thượng phong trong cuộc chạy đua công nghiệp tương lai. Trong khi cuộc khẩu chiến giữa Washington và Bắc Kinh về mậu dịch có lúc nóng lúc lạnh, thì dân chúng Mỹ càng ngày càng mất cảm tình với chính quyền Trung Cộng. Trong tháng 12, thưa quý vị, Pew Research Center ghi nhận tỷ số người Mỹ mất thiện cảm với nước Tàu đã tăng lên tới 60% so với 47% vào năm ngoái. Người dân nghi ngờ và chính phủ đã hạn chế hoạt động của sinh viên và giáo sư Trung Quốc vì lo ngại rằng, cũng như Huawei, họ đều phải nghe theo lệnh đảng công nhân Trung Quốc. Trong năm 2019, đã có 8 viện Khổng Tử đóng cửa, 3 viện Khổng Tử khác sắp chấm dứt trong tháng đầu năm 2020. Năm 2017, có 103 viện Khổng Tử hoạt động trong các đại học ở Mỹ, sẽ chỉ còn 85. Bàn giao Mỹ-Trung Quốc đã thay đổi trên nhiều bình diện. Những mặt trận mới mở ra ngoài phạm vi kinh tế khi các đại biểu Quốc hội Mỹ thông qua các đạo luật về Hồng Kông và quyền làm người của người dân thiểu số Uyghur Hồi giáo ở Tân Cương. Các vấn đề Đài Loan, Biển Đông trong vùng Đông Nam Á cũng được giới tướng lãnh Mỹ và Ngũ Giác Đài làm cho nóng hơn. Cuộc chiến thương mại đã lan qua các lĩnh vực có tính cách căn bản như cuộc chạy đua tiến bộ công nghiệp khi Mỹ ngưng hoặc đe dọa ngưng cung cấp hàng hóa thuộc loại kỹ thuật cao mà nước Tàu đang rất cần. Sau đó, các vấn đề an ninh và chính trị toàn cầu đã nổi lên. Và cuối cùng, thưa quý vị, phải công nhận, hai nước Mỹ và Trung Quốc khác nhau trên căn bản chính trị. Một nước theo chế độ tự do dân chủ và một nước độc tài độc đảng. Do đó, cuộc ganh đua sẽ không phải chỉ để coi nước nào mạnh hơn, mà trở thành một cuộc chạy đua để quyết định ý thức hệ nào sẽ ảnh hưởng trong thế giới trong tương lai. Trong năm 2019, người ta thấy những xung đột cơ bản đó hiện rõ trong những cuộc thảo luận về mậu dịch, khi các thỏa thuận được hai bên đồng ý đã phải rút lại vì phía Trung Quốc nhìn ra rằng chịu nhượng bộ tức là chấp nhận thay đổi nền tảng chính trị của chế độ cộng sản. Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải một mình gây ra cuộc chiến này. Ông chỉ là người đến đúng lúc nước Mỹ phải thay đổi cách ứng xử đối với cộng sản Trung Quốc, bởi vì chính họ đã thay đổi trước. Từ năm 1979, trong cuộc ban giao Trung Quốc và Mỹ, giới chính trị Mỹ giả thiết rằng quan hệ thương mại sẽ giúp nước Tàu mạnh hơn. Mà hậu quả là khi giới trung lưu khá giả hơn, đông hơn, chiếm đa số, thì chế độ cộng sản sẽ phải thay đổi. Trung Quốc sẽ hội nhập vào một thế giới một cách hòa bình mà không làm thay đổi trật tự có sẵn, với kinh tế thị trường và chế độ tự do dân chủ lan rộng khắp nơi. Nhưng thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã buộc người Mỹ phải thay đổi. Trong nước, ông Tập Cận Bình đã nắm giữ tất cả các chức quan trọng nhất trong đảng và nhà nước. Nhiệm kỳ không còn bị giới hạn để ông ta có thể trị vì suốt đời với các danh hiệu không kém gì ông Mao Trạch Đông. Mới cuối tháng 12, Trung ương đảng họp đã tặng cho ông ta thêm danh hiệu lãnh tụ nhân dân. Từ khi lên nắm quyền, mục tiêu của ông Tập Cận Bình đã bảo vệ quyền hành của đảng
và do đó vẫn củng cố các doanh nghiệp nhà nước. Chính sách của Trung Cộng. Đối với những người có ý kiến độc lập, hô hào dân chủ, nhân quyền đã bị đàn áp khắc nghiệt hơn. Dân thiểu số ở Tân Cương, Tây Tạng bị đàn áp tàn bạo hơn. Bên ngoài, họ tập bành trướng thế lực nước Tào ra khắp thế giới, không phải bằng giao thương bình đẳng mà bằng cách đe dọa, mua chuộc, lũng đoạn theo lối các đế quốc những thế kỷ trước. Cả thế giới nhìn thấy không có hy vọng Trung Quốc sẽ trở thành một phần tử bình thường trong cộng đồng thế giới. Cuộc chiến tranh lạnh không thể nào tránh khỏi. Đúng vào lúc kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu trì trệ, lý do chính là cơ cấu chỉ huy đến lúc hết khả năng, không thể nào kích thích phát triển được thêm nữa. Tuy sản lượng kinh tế sẽ vượt qua nước Mỹ, nhưng Trung Quốc còn đi sau nước Mỹ rất xa về nhiều mặt. Quan trọng nhất là lợi ích bình quân mà mỗi người dân được hưởng. Nước Tàu còn chưa có một hệ thống an sinh xã hội như các nước tiên tiến, trong khi Trung Quốc càng ngày càng nhiều người già hơn và dân số bắt đầu giảm. Trung Cộng cuối cùng sẽ đuối sức trong cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới. Đảng Cộng sản sẽ phải thay đổi chính sách kinh tế và chế độ chính trị. Đó là một điều may mắn cho dân chúng Trung Hoa. Thưa quý vị, bước sang giai đoạn 2, thì Mỹ có vũ khí gì để đối phó với Trung Quốc? Các biện pháp kiểm soát xuất nhập khẩu, hạn chế đầu tư và trừng phạt có thể được sử dụng trong giai đoạn tiếp theo của thương chiến Mỹ-Trung Quốc, theo dự báo của tờ Foreign Policy. Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 của chính quyền Trump với Trung Quốc có thể đánh dấu kết thúc giai đoạn đầu tiên của cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung Quốc. Tuy nhiên, cho dù Trung Quốc có thực hiện các cam kết theo thỏa thuận, không có nghĩa là sự cạnh tranh trên quy mô lớn hơn giữa hai cường quốc sẽ kết thúc. Tờ Foreign Policy nhận định, thỏa thuận này sẽ đánh dấu sự xoay trục sang giai đoạn 2 của cuộc cạnh tranh kinh tế, mà trong đó, vũ khí được sử dụng sẽ là các biện pháp kiểm soát xuất nhập khẩu, hạn chế đầu tư và trừng phạt, chứ không phải là thuế quan. Trong 2 năm qua, thưa quý vị, Washington đã âm thầm xây dựng một cơ chế pháp lý và điều tiết cho chiến dịch này. Năm 2018, Quốc hội Mỹ đã ban hành đạo luật nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu các công nghệ mới như người máy tiên tiến và trí tuệ nhân tạo, và đẩy mạnh việc xem xét lại hoạt động đầu tư nước ngoài ở Mỹ. Tháng 11 năm 2019, chính quyền Trump và Quốc hội đã thực hiện các bước đi nhằm cản trở công ty Mỹ sử dụng thiết bị mạng viễn thông của Trung Quốc ở Mỹ. Ngày càng có nhiều cuộc thảo luận ở Washington về việc bổ sung các biện pháp hạn chế quan hệ kinh doanh và đầu tư giữa Mỹ và Trung Quốc, như hạn chế các khoản đầu tư của Quỹ Hưu trí Liên bang Mỹ vào Trung Quốc. Ví dụ nổi bật nhất là chiến dịch kéo dài 1 năm của Mỹ nhằm vào tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc, Huawei. Chiến dịch này đã mang lại những bài học quan trọng cho Mỹ khi nước này chuyển từ cách tiếp cận tập trung vào đánh thuế sang các công cụ ép buộc có mục tiêu. Huawei là điển hình của sự thách thức mà Trung Quốc gây ra cho Mỹ. Tập đoàn công nghệ này đang dẫn đầu trong lĩnh vực viễn thông 5G. Công nghệ di động tiếp theo đã tạo đà cho sự phát triển của ngành công nghiệp như xe tự lái hay hệ thống chữa bệnh từ xa tiên tiến. Vai trò lãnh đạo của Huawei trong lĩnh vực 5G có thể mang lại cho Trung Quốc lợi thế trong việc phát triển toàn bộ các ngành công nghiệp mới, đồng thời gây ra rủi ro an ninh quốc gia khi có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động gián điệp và tấn công mạng của Trung Quốc. Trong năm qua, Washington đã ứng phó với thách thức Huawei bằng chiến dịch gây sức ép theo nhiều hướng. Các quan chức Mỹ đã cáo buộc công ty này vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và quyền sở hữu trí tuệ của nước này. Tháng 5 năm 2019, Bộ Thương mại Mỹ ban hành quyết định hạn chế bán các sản phẩm do Mỹ sản xuất cho công ty này. Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao cứng rắn nhằm thuyết phục các đồng minh của Mỹ ngăn chặn thiết bị của Huawei tham gia các mạng viễn thông mới. Và chính quyền Trump
đe dọa sẽ hạn chế chia sẻ tin tức tình báo với những nước cho phép Huawei tham gia mạng 5G. Có nguồn tin cho biết, chính quyền ông Donald Trump đang xem xét ban hành thêm các biện pháp hạn chế hoạt động kinh doanh của các công ty Mỹ với Huawei thông qua các công ty con của họ ở nước ngoài. Chiến dịch ngoại giao của chính quyền Trump nhằm vào thiết bị viễn thông 5G của Huawei đã bắt đầu tạo được lợi thế. Mỹ đã thuyết phục Australia, Nhật Bản và New Zealand không cho Huawei tham gia mạng viễn thông 5G của các nước này. Sự can dự về ngoại giao và các chiến dịch quan hệ công chúng ở châu Âu đã khiến các đồng minh như Đức, Anh, Italy và Ba Lan tiếp tục trở lại cuộc tranh luận về việc liệu có cho phép thiết bị của Huawei tham gia mạng 5G hay không. Điều mà ít nhất cũng có khả năng dẫn đến việc giới hạn thiết bị của Huawei ở vai trò chỉ là thành phần không chủ chốt trong mạng 5G. Theo các chuyên gia, thưa quý vị, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cần rút ra ít nhất 4 bài học từ những kết quả ban đầu của chiến dịch của nước này nhằm vào Huawei. Thứ nhất là cần phải lên kế hoạch tốt hơn trong việc khai triển các biện pháp ép buộc kinh tế đối với Trung Quốc. Huawei có thể tránh được thiệt hại do các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Mỹ gây ra một phần, vì chính quyền Trump đã báo trước cho phép Huawei dự trữ lượng linh kiện của Mỹ đủ dùng trong một năm. Điều đó đã giúp công ty này có thời gian để đa dạng hóa các chuỗi cung ứng của mình, thậm chí sau khi các biện pháp hạn chế được áp dụng. Và các nhà cung cấp nước ngoài đã nhanh chóng tiến tới lấp đầy chỗ trống, cho dù Washington yêu cầu họ phải cắt giảm lượng hàng bán ra. Thứ hai là về tầm quan trọng của ngoại giao. Ban đầu chiến dịch ngoại giao của chính quyền Trump đã bị cản trở do bất đồng nội bộ về việc nên thu hẹp mục tiêu vào những quan ngại về 5G hay mở rộng mục tiêu ra toàn bộ hoạt động kinh doanh của Huawei. Thứ ba là cần phải phát triển các sản phẩm có khả năng thay thế hàng hóa Trung Quốc. Các đối thủ cạnh tranh như tập đoàn Ericsson của châu Âu thường không đưa ra kiểu giải pháp tích hợp đầy đủ như Huawei và đòi hỏi mức phí trả trước cao hơn. Bài học cuối cùng rút ra từ chiến dịch của Mỹ là cần phải xem xét những hậu quả không lường trước được trong dài hạn từ việc sử dụng các biện pháp ép buộc kinh tế chống lại Trung Quốc. Các công ty công nghệ Mỹ ngày càng quan ngại rằng những biện pháp hạn chế trong dài hạn đối với việc bán hàng hóa cho Huawei, cụ thể là các linh kiện mà Huawei có thể mua được từ những nước khác, sẽ chỉ khuyến khích việc chuyển các hoạt động phát triển công nghệ sang Trung Quốc, một thị trường rộng lớn hơn so với Mỹ, trong lĩnh vực vi mạch, máy tính và các thiết bị điện tử khác, điều mà cuối cùng lại làm suy giảm tính cạnh tranh của nước Mỹ. Thưa quý vị, chính phủ Australia hứng đạo chỉ trích vì cách xử lý cháy rừng chậm chạp. Cuộc khủng hoảng cháy rừng lớn nhất ở Australia trong nhiều năm qua đang làm dấy lên tranh cãi rằng liệu chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đã hành động đủ chưa để quản lý khủng hoảng. Ông Morrison hôm qua phải cắt ngắn chuyến thăm đến thị trấn Cobargo ở vùng đông nam nước Úc sau khi vấp phải thái độ giận dữ của dân địa phương về cách ông phản ứng với tình hình cháy rừng đang tàn phá thị trấn thuộc bang New South Wales. Trong tuần này, hai người dân ở Cobargo thiệt mạng vì lửa và nhiều người khác mất nhà cửa. Một ông bố 63 tuổi và con trai 29 tuổi tử vong trong nhà khi lửa tấn công thị trấn của họ. Một ông cụ 72 tuổi vẫn đang mất tích. Khi đến thăm nơi đây, ông Morrison bị một người hét vào mặt: ông sẽ không nhận được bất kỳ lá phiếu nào ở đây đâu. Không phiếu nào cho đảng tự do, ông bị loại. Ông Morrison đã quay đầu bước đi khi một phụ nữ Cobargo thúc giục ông hỗ trợ nhiều hơn cho thị trấn và lực lượng cứu hỏa của bang này. Một số nhân viên cứu hỏa địa phương tỏ thái độ ngán ngẩm khi ông Morrison đến muốn bắt tay và hỏi han. Một người đàn ông chỉ trích ông Morrison xem pháo hoa ở bến cảng Sydney từ biệt thự nhìn ra biển của ông trong lúc lửa tàn phá khu vực phía nam đất nước trong đêm giao thừa vừa qua, CNN đưa tin. Tháng trước, ông Morrison bị chỉ trích vì đã cùng gia đình đi nghỉ mát ở Hawaii
giữa lúc khủng hoảng cháy rừng đang nghiêm trọng. Cuối cùng, ông phải cắt ngắn kỳ nghỉ và xin lỗi công khai. Đáp lại sự tiếp đón của người dân Cobago, ông Morrison nói rằng ông không coi đây là tấn công cá nhân. Tôi chỉ coi đó là những cảm giác phẫn nộ, đau đớn, mất mát và giận dữ trước sự tàn khốc của thảm họa thiên nhiên lần này. AP dẫn lời ông nói với các phóng viên có mặt ở Prestdale, bang Victoria. Trong khi đó, Hải quân Úc hôm qua tiến hành chiến dịch sơ tán hàng loạt dân trước khi đợt sóng nhiệt tiếp theo ập đến vào cuối tuần này, khiến tình hình cháy rừng trở nên tồi tệ hơn. Trong cuộc họp báo chính thức kể từ khi mùa cháy rừng năm nay bắt đầu, ông Morrison bảo vệ cách chính phủ xử lý khủng hoảng và khẳng định chính sách khí hậu của ông là hợp lý. Hứng nhiều chỉ trích, ông Morrison nói rằng nước Úc đang đối phó với thách thức tốt hơn hầu hết các quốc gia khác và đang hoàn thành các mục tiêu quốc tế. Nhưng nhiều người chỉ trích lại cho rằng các yếu tố biến đổi khí hậu đã góp phần gây ra đợt khủng hoảng cháy rừng chưa từng thấy trong năm nay. Ông Morrison cho rằng đợt hạn hán suốt 3 năm qua là nguyên nhân gây cháy rừng. Và cho đến nay, hơn 5 triệu hecta rừng trên khắp nước Úc đã bị lửa thiêu rụi và hơn 1.400 ngôi nhà bị tàn phá. Ít nhất 17 người thiệt mạng và vài chục người khác vẫn đang mất tích. Thưa quý vị, Indonesia vốn luôn kiên nhẫn với Trung Quốc, nhưng vì sao họ lại phản ứng gay gắt với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông? Vừa qua, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý và không bao giờ được công nhận theo Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc UNCLOS 1982. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Jakarta cáo buộc Bắc Kinh điều tạo hải cảnh xâm nhập trái phép vào vùng biển ở đảo Natuna, bên trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Indonesia. Nước này cũng triệu đại sứ Trung Quốc đến để bày tỏ thái độ phản đối. Jakarta cho rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông đã bị bác bỏ vào năm 2016 sau khi Philippines đưa vụ việc lên tòa trọng tài ở Hà Lan. Trung Quốc đến nay vẫn không chấp nhận phán quyết này. Indonesia đã nhiều lần va chạm với Trung Quốc liên quan đến vấn đề quyền đánh cá xung quanh quần đảo Natuna. Indonesia cũng bắt giữ các ngư dân Trung Quốc và mở rộng sự hiện diện quân sự tại đây. Gregory Raymond, nhà nghiên cứu về Đông Nam Á tại Đại học Quốc gia Australia, cho rằng điều mới mẻ ở đây là cách Bộ Ngoại giao Indonesia đã thẳng thắn phê phán tuyên bố chủ quyền lịch sử của Trung Quốc không phù hợp với UNCLOS và đặc biệt là nêu tại phán quyết năm 2016. Evan Laksmana, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu và Quốc tế ở Jakarta, cho rằng mức độ cứng rắn từ Indonesia là một hành động rất lâu rồi mới có của Jakarta. Trước đây trong các sự cố tương tự, Jakarta đều bày tỏ các phản đối về mặt ngoại giao mà thôi, nhưng chúng vẫn tiếp tục xảy ra. Indonesia đã kiềm chế và kiên nhẫn với các hành vi của Trung Quốc ở trong vùng biển của mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, các sự cố hàng hải vẫn tiếp tục xảy ra và các quan chức Trung Quốc tiếp tục khẳng định quyền đánh bắt lịch sử được coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Và sự kiên nhẫn của Jakarta về vấn đề này có thể đã giảm đi, nhà nghiên cứu Laksmana cho hay. Derek Grossman, một nhà phân tích quốc phòng cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu RAND có trụ sở tại Mỹ, cho biết các hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục ở Natuna và không có lựa chọn nào khác. Indonesia phải tìm cách cải thiện năng lực tuần tra và thực thi pháp luật trên biển. Họ cho rằng Trung Quốc sẽ giảm bớt leo thang căng thẳng trong những tuần tới để tránh việc biến Indonesia thành một địch thủ vĩnh viễn, nhưng về lâu dài, mối quan hệ có thể trở nên căng thẳng hơn khi Trung Quốc tiếp tục theo đuổi quyền đánh bắt cá của mình bằng cách mở rộng quyền kiểm soát trên thực tế đối với một số đảo đá do nước này xây dựng trái phép và hiện đang được quân sự hóa ở Biển Đông. Đây là một điều kỳ lạ và thậm chí là dại dột, vì Bắc Kinh đã gia tăng căng thẳng với Indonesia trong thời điểm ASEAN và Trung Quốc chuẩn bị kết thúc các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
COC, ông Grossman nhận định. Phản ứng của Trung Quốc có thể vô tình thúc đẩy Indonesia kêu gọi mạnh mẽ hơn để ASEAN thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử chặt chẽ hơn và có tính ràng buộc mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết các bất đồng. Quý vị thính giả vừa nghe anh Việt Linh và Lê Ngọc gửi đến cho quý vị những tin tức liên quan đến thế giới và nước Mỹ, và trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, chúng ta tạm gác qua những cái tin tức về chính trị, kinh tế, và Lê Ngọc sẽ mời quý vị đến với một bài viết của Jessica Brown được đăng trên đài BBC mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị liên quan đến cuộc sống của chúng ta, mà những lúc sau này thì Lê Ngọc đều thấy là ngay cả ở giới phụ nữ và quý ông đều có uống rượu vang. Như vậy, một cái câu hỏi được đặt ra, uống rượu vang có tốt cho sức khỏe của mình hay không? Hay là uống rượu vang sẽ mang lại cho quý vị một cái cảm giác thích thú mà lại có tốt cho sức khỏe? Thì qua bài của Jessica Brown nghiên cứu về vấn đề uống rượu vang, lại Ngọc xin gửi đến cho quý vị. Vì chúng ta thường nghe nói rằng thỉnh thoảng mà uống một ly rượu vang sẽ tốt hơn là không uống một chút nào. Nhưng thật sự cái điều này có đúng hay không? Thì thưa quý vị, qua bài nghiên cứu này thì lại cho thấy điều này chưa hẳn đã đúng. Rượu đã giết chết hàng triệu người mỗi năm, nhưng con người của chúng ta vẫn là những con người trần thế, vẫn uống rượu từ hàng ngàn năm nay. Đặc biệt trong vài thập niên gần đây thì rượu vang được cho là khi uống sẽ rất tốt cho sức khỏe, và rượu vang đỏ thậm chí còn được cho là giúp kéo dài tuổi thọ và làm giảm đi nguy cơ mắc bệnh tim. Nhưng rượu vang thực sự có tốt cho sức khỏe hay không? Câu hỏi đầu tiên tất nhiên là chúng ta cần định nghĩa tốt cho sức khỏe là tốt như thế nào. Nhiều người nghĩ về sức khỏe tim mạch khi nói tới tác dụng của rượu vang. Điều ít được biết tới hơn là nghiên cứu cho thấy có những mối liên quan mạnh mẽ giữa đồ uống có chất cồn và bệnh ung thư. Uống một chai rượu vang mỗi tuần có thể sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở bên phía nam giới là 1%, và còn ở bên phía phụ nữ còn cao hơn là 1,4%. Đối với những người không hút thuốc, như vậy uống một chai rượu vang mỗi tuần sẽ tương đương với việc ở bên phía nam giới là hút 5 điếu thuốc, còn đối với bên phụ nữ là hút 10 điếu thuốc. Và thưa quý vị, Mark Bowles, giám đốc phụ trách chính sách nghiên cứu và phát triển quốc tế tại Bộ Y tế ở xứ Wales đã lên tiếng, nếu như đã có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu mối liên quan giữa việc hút thuốc với bệnh ung thư, thì cũng có nghiên cứu tương tự đối với rượu lại rất ít. Lý do là bởi giới chức y tế kiểm soát những thông điệp về việc hút thuốc, nhưng đối với rượu thì điều này chủ yếu lại phụ thuộc vào chính bản thân của ngành công nghiệp bia rượu. Việc diễn giải rằng kết quả nghiên cứu cho thấy uống rượu có lợi cho sức khỏe được đưa ra từ thời thập niên của năm 1970, khi mà các nhà khoa học gia nhận thấy rằng người Pháp có vẻ ít bị những chứng bệnh như là bệnh tim mạch hơn những nhóm dân số khác, mặc dù họ ăn rất nhiều thực phẩm có chất béo bão hòa hơn. Mức độ mắc bệnh tim thấp có mối quan hệ rõ ràng với việc uống rượu. Điều này được biết đến với cái tên gọi là nghịch lý kiểu Pháp, French Paradox, một câu hỏi hóc búa mà các nhà khoa học gia đến nay vẫn chưa giải quyết được, vẫn chưa đưa ra một câu trả lời chính thức. Kể từ đó, chúng ta đã được dẫn dắt để tin rằng uống rượu vang ở mức độ vừa phải sẽ giúp làm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp, tiểu đường và tăng cân. Nghiên cứu thời kỳ đầu cho thấy việc uống rượu vang ở mức độ vừa phải có một cái tác dụng hình chữ J. Đồng giám đốc Helikona Konibi
là đồng giám đốc diễn đàn về khoa học quốc tế về nghiên cứu rượu, đã lên tiếng về vấn đề uống rượu vang ở mức độ vừa phải có một cái tác dụng hình chữ J. Thì cái hình chữ J này là gì? Uống rượu vang đều đặn với mức độ ít có vẻ sẽ như giúp kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe và giúp chống suy giảm về vấn đề nhận thức. Kể từ đó, đã có hơn 1.000 nghiên cứu được công bố để tái khẳng định nội dung của vấn đề nghiên cứu này. Kết quả là trong một thời gian dài, người ta đồng ý rằng việc không uống rượu chút nào thì không tốt bằng việc uống một lượng rượu phải chăng, tương đương với một hoặc hai đơn vị rượu mỗi ngày. Nhưng cái mối quan hệ của cái hình chữ J giữa việc uống rượu và chuyện tử vong cũng như việc mắc bệnh đã bị chỉ trích. Nay thì vấn đề này được hiểu một cách rộng rãi rằng dữ liệu này có rất nhiều sai sót. Có những người không uống rượu là vì họ không khỏe, chứ không phải là họ không khỏe bởi vì không uống rượu. Một phân tích đã được thực hiện từ năm 2006 đối với 54 nghiên cứu đã được công bố trước đó cho thấy không có mối tương quan nào giữa việc uống rượu ở mức phải chăng với nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp. Nhưng kể từ đó, các nghiên cứu khác lại cho chúng ta thấy được một cái kết quả đối nghịch. Trong 5 năm qua, công tác nghiên cứu đã nhìn tới những yếu tố khác nhau. Chúng ta biết rằng những người uống rượu vang đỏ hay là chỉ rượu vang đỏ trắng có vẻ như khỏe mạnh hơn, có học vấn tốt hơn và có cuộc sống ít biến động hơn. Và trong chuyện này thì cái đường cong hình chữ J mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị là điều không thể bác bỏ. Bà Conabia đã nói rằng các nhà nghiên cứu đã né cái định kiến này bằng cách chọn những người tham gia thử nghiệm là những người chưa từng uống rượu bao giờ, thay vì chọn những người đã từng uống rượu nhưng nay đã bỏ rượu, bởi nhiều khả năng họ bỏ rượu là vì lý do sức khỏe. Trong một nghiên cứu mới đây vào năm 2019 thì các nhà nghiên cứu đã áp dụng cách tiếp cận khác để mà xác định xem liệu cái việc uống rượu ở mức độ phải chăng có liên quan gì tới mức độ rủi ro thấp mắc bệnh tim mạch hay không. Trong vòng 10 năm thì những người này họ đã theo dõi hơn nửa triệu người trưởng thành ở tại Trung Quốc, nơi mà có hai biến thể gen tác động tới thói quen uống rượu thay vì lý do sức khỏe kém, và họ cũng loại trừ những người có sức khỏe không tốt. Thì một giáo sư ở trường Đại học Khoa Y tế Cộng đồng ở Nuffield thuộc Đại học Oxford đã cho biết những người không có khiếm khuyết gì có thể uống bao nhiêu tùy thích, nhưng những ai mà có cái enzyme hoạt động không hoàn hảo thì sẽ không uống được bất kỳ chút rượu nào. Và các nhà nghiên cứu cũng đưa các phụ nữ Trung Quốc vào thành một nhóm để theo dõi, bởi tuy có nhiều phụ nữ của Trung Quốc có thể uống rượu tốt, nhưng nhiều người trong số những người này không uống vì những lý do xã hội, chứ không phải là vì vấn đề sức khỏe. Lần này, các nhà nghiên cứu thấy không có một mối tương quan nào trong cái đường cong chữ J. Thay vào đó, họ lại thấy rằng những ai càng uống nhiều thì càng dễ bị áp huyết cao và bị đột quỵ, và không có sự giảm bớt trong nguy cơ mắc bệnh ở những người uống một hoặc hai ly rượu mỗi ngày, cũng không hề có mối liên quan nào tới việc bị bệnh trụy tim. Và như vậy là trong khi có mối liên quan rõ ràng giữa việc uống rượu với nguy cơ đột quỵ, thì trong rượu cũng có thứ gì đó để giúp bảo vệ cho chính chúng ta khỏi bị trụy tim. Và nghiên cứu đã cho thấy rằng rượu chắc chắn là một cơ chế để bảo vệ, bởi việc uống nhiều rượu một cách đều đặn thì điều này chắc chắn làm tăng huyết áp. Nhưng với bệnh tim thì mối liên quan này lại tương đối phẳng lặng. Thành thử quý vị nhớ nha,
Khi mà uống rượu nhiều chắc chắn quý vị sẽ bị huyết áp cao, nhưng chưa chứng minh được rằng uống rượu sẽ làm cho quý vị bị bệnh trụy tim. Cho nên, thậm chí huyết áp tăng thì có thể vẫn có một cơ chế khác để cân bằng lại cho mức huyết áp tăng lên đó. Nhưng không rõ là cơ chế bảo vệ này có đủ mạnh để mà bù trừ cho việc uống rượu khiến làm tăng huyết áp hay không. Và điều quan trọng cần lưu ý là các nhà nghiên cứu đã chuyển đổi mọi đồ uống có chất rượu sang thành những đơn vị rượu tiêu chuẩn, cho nên kết quả thu được không phải là chỉ đúng đối với rượu vang. Tuy nhiên thì rượu vang sẽ không cho những kết quả khác, và rượu vang thì thường được coi là một lựa chọn lành mạnh hơn, bởi vì trong rượu vang này có một chất, đó là chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, cũng có trong hoa quả và rau tươi. Cái chất polyphenols này đã làm giảm mức độ sưng tấy trong cơ thể, vốn là một yếu tố gây ra bệnh tật, và chất này trong vang đỏ cao gấp 10 lần so với rượu vang trắng. Một nhà nghiên cứu tại khoa học y sinh của trường đại học Milan, đó là Alberto Bottarelli, phát hiện ra rằng một lượng nhỏ rượu vang có thể lại giúp cho chúng ta chống lại bệnh tim. Mà quý vị nhớ nha, chỉ một lượng nhỏ rượu vang mà thôi, một phần là do đặc tính chống viêm của thức uống. Và ông Alberto Bottarelli này đã khuyến nghị không quá 160ml rượu vang mỗi ngày, nhưng chỉ uống kèm khi ăn bữa ăn mà thôi. Nghiên cứu cũng đã tập trung vào chất, đây là chất resveratrol polyphenol, là một hợp chất tự nhiên có trong vỏ nho và trong hạt nho. Và chất resveratrol này được cho là bảo vệ cơ thể chống lại huyết áp cao bằng cách làm giãn cái mạch máu. Tuy chất resveratrol không có trong rượu vang trắng, mặc dù nó có trong nho trắng, thì ông đã quan sát và thấy rằng nghịch lý Pháp cũng áp dụng cho các khu vực uống rượu vang trắng ở nước Pháp. Nói một cách khác thì rượu vang trắng có thể cũng tốt cho sức khỏe, nếu như quả thật rượu vang có tác dụng tích cực. Tuy nhiên, hầu hết các nhà nghiên cứu lại cho thấy rằng các tác dụng tích cực cho sức khỏe chúng ta chỉ có ở rượu vang đỏ mà thôi. Rượu vang đỏ có thể tốt cho sức khỏe của đường ruột và qua đó đem lại rất nhiều lợi ích cho các bộ phận khác trong cơ thể, chẳng hạn như giúp cải thiện khả năng miễn dịch và tiêu hóa, và giúp cho chúng ta có được một cái trọng lượng cơ thể ở mức cân đối hơn. Và trong một nghiên cứu gần đây thì những người thực hiện đã theo dõi cái thói quen uống rượu của những cặp song sinh và lại thấy rằng uống rượu vang đỏ có thể cải thiện sự đa dạng của vi khuẩn trong ruột, khiến cho chúng ta thấy khỏe mạnh hơn. Uống một ly rượu vang đỏ mỗi đêm giúp cho chúng ta có một cái chỉ số BMI thấp hơn và sức khỏe đường ruột tốt hơn. Những người uống rượu vang đỏ có thể đơn giản là ngay từ ban đầu đã là những người khỏe mạnh. Nhưng thật sự, lựa chọn nào sẽ là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe? Thực tế thì tuy vang đỏ có thể là thứ đồ uống tốt nhất cho sức khỏe, nhưng nếu không uống chút nào thì vẫn lành mạnh hơn. Đó là tác giả của nghiên cứu về việc uống rượu vang và sức khỏe đường ruột, Caroline Leroy, phụ tá nghiên cứu tại trường King's College của London đã lên tiếng. Chúng ta biết rượu là không tốt. Nếu mà quý vị uống thì nên chọn rượu vang đỏ, vì đây là thức uống có chất cồn duy nhất được xác định là có tác dụng tích cực cho sức khỏe. Nhưng mà bà Caroline Leroy vẫn khuyến khích, bà cho rằng là không nên uống rượu vang đỏ quá nhiều. Nghiên cứu nói chung đều cho rằng cái chất resveratrol này chịu trách nhiệm đối với mọi cơ chế bảo vệ cơ thể. Thế nhưng, trong khi một số nhà nghiên cứu thì họ tin rằng năng lực đó của chất resveratrol một khi được hấp thụ vào máu sẽ đủ để tạo ra tác dụng chống oxy hóa, thì những người khác nghi ngờ về sự tồn tại của nó trong máu, liệu có đủ lâu
để đem lại tác dụng tích cực cho chính chúng ta hay không? Và bà đã nói rằng có sự tranh cãi quanh mức độ có thể hấp thụ được từ một ly rượu vang và tính khả dụng sinh học của nó, đó là khả năng cơ thể hấp thụ được nó theo cách có lợi cho sức khỏe. Và việc bổ sung chất resveratrol này đã được chú ý tới nhiều hơn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, dữ liệu được cho thấy có những kết quả mâu thuẫn quanh tác dụng của thuốc có chứa chất resveratrol và lập luận rằng chúng ta cần thành phần rượu của rượu để hấp thụ chất resveratrol này thật sự có tốt cho sức khỏe hay không, thì nghiên cứu về những tác dụng tích cực của rượu vang đối với sức khỏe vẫn đang ở mức sơ khởi. Nhưng nhìn chung, người ta đồng ý rằng lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe vẫn là không uống loại có chất rượu, và rượu vang đỏ vẫn là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe cho những người uống rượu. Nhưng chúng ta không nên uống rượu vang đỏ chỉ bởi mong muốn cải thiện sức khỏe, vì có nhiều cách khác tốt hơn rất nhiều. Đừng dùng lý do này để mà biện minh là uống rượu, để uống rượu vang đỏ để tạo cho chúng ta có một sức khỏe. Và thưa quý vị, người ta nói tất nhiên là mọi người muốn nghe rằng nửa chai rượu mà họ uống sau khi làm việc ít nhất thì cũng không hại gì, và thậm chí hay hơn nữa là nó có thể đem lại tác dụng tích cực cho họ. Nhưng mà điều những người uống rượu họ lên tiếng, họ bào chữa như vậy, thì các nhà nghiên cứu cho rằng điều này không đúng. Vì nếu quý vị muốn tăng sức khỏe thì nên ăn nhiều trái cây, rau quả và tập thể dục vẫn là cách tốt nhất, đã được chứng minh đúng nhất, chứ không phải là việc rót cho mình một ly rượu vang. Thưa quý vị, Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị một bài viết của Jessica Brown trên BBC để cho chúng ta biết thật sự uống rượu vang có tốt cho sức khỏe hay không. Và trước khi mà tạm biệt cho quý vị, một bản tin liên quan đến một nhân vật, nếu mà quý vị thính giả nào còn nhớ đến nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính, thì thưa quý vị, ông nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính này vừa mới qua đời vào sáng ngày 4 tháng 1. Thưa quý vị, ngày hôm nay giờ ở tại Sài Gòn, Việt Nam, ông vừa mới qua đời tại nhà riêng của ông ở Sài Gòn, hưởng thọ 68 tuổi. Và có rất nhiều nghệ sĩ trong bản tin này như là Ngô Thanh Vân, Việt Trinh, Lý Hùng, đạo diễn Lê Thanh Sơn đã tiếc thương cố diễn viên tài hoa này. Và thưa quý vị, một cái vai diễn để đời của Nguyễn Chánh Tính đó chính là đại tá Nguyễn Thành Luân trong ván bài Lật Ngửa vào năm 1982 đến năm 1987, đạo diễn Lê Hoàng Hoa hay có cái tên là Khôi Nguyên. Và nhân vật này đã được xây dựng từ Phạm Ngọc Thảo, một cán bộ tình báo hoạt động ở miền Nam. Và lúc đó Nguyễn Chánh Tính đã đi hát nhiều năm nhưng chưa nổi tiếng trong làng phim. Khán giả chắc quý vị còn nhớ những cái nét hào hoa, cái bản lĩnh của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính trong vai đại tá Nguyễn Thành Luân, phim Ván Bài Lật Ngửa. Và thưa quý vị, ban đầu đoạn phim chọn một diễn viên khác và quay xong một tập, nhưng biên kịch đó là nhà văn Trần Bạch Đằng chưa ưng ý và muốn tìm một người khác đóng chính, thì sau cùng nhà văn Trần Bạch Đằng này, ông đã chọn Nguyễn Chánh Tính cho vai Thành Luân. Nhà biên kịch đã nhận xét diễn xuất của Nguyễn Chánh Tính rất là tự nhiên, chân thật và có một cái nét gì đó khác người. Và thưa quý vị, xưởng phim đã tạo điều kiện cho Nguyễn Chánh Tính để gặp biên kịch và gia đình đại tá Phạm Ngọc Thảo để chuẩn bị cho vào vai. Khi công chiếu, Ván Bài Lật Ngửa đã gây một cái tiếng vang rất là lớn, và theo khảo cứu của nhà phê bình Lê Hồng Lâm thì phim này có đến 10 triệu lượt xem mỗi tập. Nguyễn Chánh Tính từng kể các rạp khi đó liên tục đã bán không còn vé nữa, thưa quý vị, mà người Việt chúng ta đã thường hay nói là dùng cái từ cháy vé, với nhiều khán giả đổ xô đến. Nhiều người nhận định
Nguyễn Chánh Tín, ông sinh ra để đóng vai Nguyễn Thành Luân, diễn viên mang vẻ lãng tử với hàng ria mép, khuôn mặt nam tính tạo nên chuẩn mực về nét đẹp nam giới trong nhiều năm, và lối diễn của ông Nguyễn Chánh Tín cũng toát lên một sự bản lĩnh, một sự mưu trí và gan dạ của một điệp viên tình báo. Và thưa quý vị, ván bài Lật Ngửa đã thắng giải đặc biệt ở Liên hội phim Việt Nam vào năm 1983. Còn ông Nguyễn Chánh Tín đã giành giải nam chính ở Liên hội phim Việt Nam vào năm 1985. 10 năm sau của cuốn phim Ván bài Lật Ngửa, ông Nguyễn Chánh Tín cũng đã cộng tác với đạo diễn Lê Mộng Hoàng trong Ngôi nhà oan khóc năm 1992. Và trong vai này thì Nguyễn Chánh Tín đã hóa thân thành một tỷ phú sống trong ngôi nhà bị đồn là có oan hồn của người vợ quá cố. Và trong phim thì Nguyễn Chánh Tín đã cộng tác cùng với một dàn sao trẻ của điện ảnh Việt thời đó, chính là Việt Trinh, Lý Hùng. Và phim đã thu đến hơn 1 tỷ đồng tiền Việt Nam, là một doanh thu đáng kể ở thời điểm đó, được xem là một trong những tác phẩm kinh dị tiên phong của màn ảnh Việt thập kỷ năm 1990. Và tiếp tục trong những hoạt động của Nguyễn Chánh Tín thì nói đến năm 2000, Nguyễn Chánh Tín đã ghi dấu với phim truyền hình Bến Sông Trăng 13 tập, và ông đã hóa thành trong vai bác sĩ Thẩm, người yêu của một bệnh nhân của mình nhưng phải chia tay khi hai bên đã có một con. Ngoài diễn xuất thì Nguyễn Chánh Tín còn thể hiện ca khúc chủ đề phim Bến Sông Trăng. Và thưa quý vị, có tiếp tục có rất nhiều phim mà sau đó ông đã đóng, nhưng cuối cùng thì thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 1, thì ông Nguyễn Chánh Tín vừa mới qua đời. Và để tưởng nhớ cho Nguyễn Chánh Tín thì thưa quý vị, một nhạc phẩm mà Lệ Ngọc xin mời quý vị thưởng thức, đó là nhạc phẩm Mimosa, Từ Đâu Em Tới. Xin mời quý vị thưởng thức, và Lệ Ngọc cũng xin tạm biệt với quý vị thính giả qua nhạc phẩm của Nguyễn Chánh Tín gửi đến cho quý vị, Mimosa, Từ Đâu Em Tới.